Tôi công tác ở Vĩnh Phúc gần 30 năm. Thì tôi làm về nông nghiệp rồi lên làm lãnh đạo của ủy ban rồi tỉnh ủy. Thì tôi coi may mắn là suốt cái thời gian đó được gặp bác Đỗ Mười nhiều lần. Bởi vì Vĩnh Phúc, Việt Trì là cái cửa ngõ của miền Trung Du và miền núi phía Bắc. Việt Trì sớm được xác định là một cái khu công nghiệp của ta lúc bắt đầu cái công nghiệp hóa. Và đặc biệt là cái công nghiệp hóa ở Việt Trì ấy là để gắn với cái nông nghiệp và thúc đẩy cái quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp. Cụ thể như là việc mà đầu tiên là làm cái nhà máy đường thiết bị của Trung Quốc để mà khai thác toàn bộ cái vùng bãi của sông Lô và vùng bãi của sông Thao ở trên đất của Vĩnh Phú. Thì đây là lần đầu tiên chúng ta làm một cái chuyện là kết nối cái sự gắn bó giữa công nghiệp và nông nghiệp, lấy công nghiệp phục vụ nông nghiệp, thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa. Rồi sau đó là một câu chuyện nữa là Trung ương làm một cái nhà máy giấy Bãi Bằng mà do Thủ tướng Olof Palme của Thụy Điển đấy là hỗ trợ Việt Nam làm máy giấy để khai thác toàn bộ cái vùng Trung Du và cái miền núi của ba tỉnh là Vĩnh Phúc, Yên Bái và Tuyên Quang. Đây là một nhà máy giấy hiện đại và với công nghệ rất cao, với sản lượng hàng năm tức là 5 vạn tấn giấy, có nghĩa là phải 25 vạn tấn nguyên liệu cho cái nhà máy này. Thì đây là một cái nhiệm vụ rất lớn đặt ra cho cả ba tỉnh, nhưng mà Vĩnh Phúc lại là được cái nơi mà chọn làm cái địa điểm của nhà máy giấy ở Bãi Bằng, là cái ngã ba của sông Lô và sông Thao. Cho nên cái việc mà Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm không chỉ là việc xây dựng nhà máy giấy mà còn là phải đảm bảo cái nguyên liệu đó. Thì trong cái quá trình nó có thể nói là bác Đỗ Mười hết sức quan tâm đến vấn đề này, làm sao mà làm được cái nhà máy để mà khai thác cái vùng Trung Du và miền núi phía Bắc này để đó để mà nâng cao cái đời sống của người dân Trung Du miền núi này vốn đã thấp so với đồng bằng, nhưng đồng thời mang lại một cái sức sống mới, một cái cơ cấu kinh tế mới là nông công nghiệp gắn với địa bàn vùng đồi núi này. Thì cứ chủ nhật thường thường bác hay lên bác thăm nhà máy rồi yêu cầu tôi và ủy ban là dẫn đưa đến các cái vùng nguyên liệu để, của các cái lâm trường trồng nguyên liệu của các xã, của các hợp tác xã nông nguyên liệu. Nhưng mà chúng tôi thì hết sức quan tâm đến cái việc là động viên và tổ chức cho người dân được làm cái nguyên liệu này để mà nâng cao đời sống của họ. Mà muốn như thế thì đất của dân là hẹp lắm. Thì việc đầu tiên muốn làm được như thế thì phải giao đất, giao rừng cho dân để dân trồng rừng cùng với quốc doanh. Dân trồng rừng thì cái việc mà đưa cho dân trồng rừng là cái động viên lớn lắm đối với nhân dân. Nhân dân có đất, có trồng rừng, có thu nhập và tạo ra một cái cảnh quan rất là gọi là ta gọi là kinh tế xanh ở cái vùng Trung Du này rất là tốt. Và thực ra cái việc mà giao đất cho dân làm chủ hiệu quả kinh tế cao lắm, mà cao hơn cả giao cho lâm trường nhé. Tại vì người ta làm chủ đất đai, làm chủ về cái việc trồng trọt này, và họ chỉ có cái đề nghị là chúng tôi làm thì nhà nước phải trả cái giá là nó gần gần giá thị trường, vì chúng tôi bỏ sức ra công làm, không phải là như quốc doanh là do nhà nước hỗ trợ, nhà nước cung cấp giống, nhà nước cung cấp các thứ, còn chúng tôi làm thì là cái giá mà chúng tôi làm phải được tương đương như là cái giá của thị trường. Thế là dân được làm chủ về đất và rừng, dân lại được hưởng một cái giá về tương đương với giá thị trường. Do đó cho nên là nó thúc đẩy dân chúng, cho nên chỉ trong vòng 7 năm từ lúc làm đến lúc giao cho dân thì cái sản lượng của nhà máy giấy từ chỗ là
lúc đầu chỉ có trong vòng 20 vạn tấn, liên quan thế mà công suất thiết kế là 5 vạn tấn, cho nên là nó chỉ trong vòng 3 năm 4 năm thế thúc đẩy việc trồng trọt và đến 7 năm là thu hoạch, thì cái ta cứ bằng giải quyết được vấn đề về cái 5 vạn tấn giấy sản lượng mà nhà thiết kế và vượt qua cả cái mức thiết kế ấy để còn có cái điều kiện. Thì đấy là cái công của bác Đỗ Mười là mạnh bạo giao cho Vĩnh Phú làm cái việc mà kết nối giữa nông dân và nhà máy và giao đất giao rừng cho dân là trồng rừng và bán nguyên liệu cho nhà nước theo giá thỏa thuận. Đấy là một cái công rất lớn, đây là một cái đổi mới rất lớn và chính bây giờ có tác dụng lớn. Đến giờ bây giờ chúng ta có những cái rừng lớn như thế này mà do đất giao đất cho rừng cho dân, dân làm chủ, dân sản xuất và dân chủ động đem bán cho nhà máy. Thì đấy là những cái vấn đề mà nó gắn bó với bác Mười đối với cái sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp và vấn đề nông nghiệp nông thôn với vấn đề công nghiệp, là đặc biệt bác quan tâm đến Vĩnh Phú là vì Vĩnh Phú là đất tổ vua Hùng, nơi đây người dân đã làm tức là thờ cúng và người con của đất tổ, cho nên bác quan tâm là làm sao cho cái Vĩnh Phú này, cái Phú Thọ này nó giàu có lên để mà bác đưa công nghiệp và sau đó để tổ chức cái việc mà làm nhà máy xúc tiền phương pháp làm sao lại cũng là từ phân bón của Liên Xô, cái mía đường của Trung Quốc, cái giấy là của Thụy Điển, và cái xúc tiền phương pháp làm sao là của Liên Xô, và đây là một cái nhà máy hiện đại nhất, lớn nhất từ trước đến nay về vấn đề về cái nhà máy phân bón phục vụ nông nghiệp. Thì tính cái nhà máy phân bón phương pháp làm sao này để phục vụ cho nông nghiệp toàn bộ cái này, cho nên bác càng quan tâm tới như thế là có Vĩnh Phú có chè, rồi Vĩnh Phú nhà máy đường, rồi Vĩnh Phú lại có nhà máy giấy, thì bây giờ thêm một cái nhà máy xúc tiền phương pháp làm sao là có phân bón để mà hỗ trợ cho cái nông nghiệp này. Có thể nói đây là một cái sự quan tâm đặc biệt để tạo ra một cái cơ cấu kinh tế mới công nông nghiệp của Vĩnh Phú và Phú Thọ, cho nên được nhiều lần làm việc với bác là vì cái sự quan tâm rất lớn. Thường thường bác cũng ít có thời gian lắm, bác hay lên chủ nhật rồi chúng tôi đưa bác đi thăm vườn chè, làm mái chè, đi thăm vườn rừng, rồi để hỗ trợ để mà cung cấp cho nhà máy giấy, và đặc biệt là bác quan tâm đến việc đòi hỏi tỉnh phải hỗ trợ, phải giúp đỡ cho nhà máy xúc tiền phương pháp làm sao làm phân bón để giúp không những riêng cho Vĩnh Phú mà cho cả nước, cả miền Bắc lúc bây giờ, cả miền Bắc lúc bây giờ. Cho nên là cái công của bác, suy nghĩ của bác Đỗ Mười về cơ cấu kinh tế công nông nghiệp là rất sớm. Thứ hai là gắn nông nghiệp với công nghiệp để phục vụ nông nghiệp và nâng cao đời sống của nhân dân là rất sớm. Và thứ ba là bác đối với Vĩnh Phú có một cái tình cảm đặc biệt, đó là cái người dân của đất tổ vua Hùng.